Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, về là chiếc Kia Forte 2013 của chúng tôi đã có giao dịch trong buổi sáng ngày hôm nay. Một thanh niên rất đẹp trai, rất trẻ và đẹp trai đã đến xem xe và mua chiếc xe Kia Forte 2013 này rất là nhanh chóng. Thanh niên đã thanh toán đầy đủ tiền và đã nhận giấy tờ. Trên hình ảnh quý vị và các bạn đang xem là anh em chúng tôi đang giao lại giấy tờ và chìa khóa sơ cua cho thanh niên đẹp trai này. Thanh niên rất là nhanh chóng đã xem xe xong và chuyển khoản đầy đủ tiền cho chúng tôi và nhận xe. Bây giờ là đang trong cái lúc mà thanh niên được nhận xe và chìa khóa. Chiếc xe này thì còn đầy đủ cả chìa khóa sử dụng và chìa khóa sơ cua, tức là hai chìa khóa. Đây là chúng tôi đang hướng dẫn cho thanh niên sử dụng cái chìa khóa. Và bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ đánh chiếc xe này ra ngoài cửa để bàn giao lại chiếc xe này cho chủ xe mới. Một thanh niên rất trẻ và đẹp trai, rất là nhanh chóng đến xem xe cái và quyết luôn. Tại vì chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng đã biết hôm trước chúng tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn đấy ạ. Phần đèn độ rất là nhiều tiền và rất là đẹp, cho nên là nếu như thanh niên mà đến xem thì quyết ngay. Biển số thì rất là đẹp, 63 lộc tài và lại màu đỏ nữa, thì chiếc xe này đi rất đẹp. Và thanh niên đã thanh toán đầy đủ tiền và nhận chiếc xe này. Chúng tôi giao chiếc xe này cho khách hàng trong buổi sáng rất là mưa. Mới hôm nay thì ảnh hưởng của cơn bão số 13 rất là mưa, cho nên là chính vì trời mưa cho nên là rất là nhiều người lại cần sử dụng đến ô tô. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua, bán hoặc trao đổi xe ô tô thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe mà chúng tôi đang bán tại cửa hàng. Tại cửa hàng chúng tôi có rất nhiều những chiếc xe từ hatchback, sedan cho đến những các dòng xe bán tải, chúng tôi đều có hết ạ. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi những chiếc xe ô tô cũ ạ. Quý vị và các bạn mà đang có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô cũ thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline Zalo của chúng tôi là 0905 608883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi sẽ mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe mà chúng tôi đang bán tại cửa hàng ạ. Vì thanh niên này đang mới mua xe lần đầu, cũng mới lái xe thôi, cho nên là được anh em chúng tôi hướng dẫn và giới thiệu về cách sử dụng xe ô tô, cũng mất một vài phút để bàn giao lại chiếc xe này cho thanh niên để thanh niên sử dụng chiếc xe này ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều, rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn mà mua xe cũ thì chúng tôi cũng khuyến khích quý vị và các bạn đến xem trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi. Quý vị và các bạn đến xem xe, đi thử xe, ưng ý thì chúng ta tiến hành giao dịch thôi ạ. Chúng tôi có thể hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và bạn có thể trả góp vay tối đa đến 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi, trong vòng 6 năm vay tối đa đến 70% giá trị của xe. Vâng, thưa với quý vị và bạn, và thanh niên cũng đã nhận chiếc xe này rồi. Vì chủ xe này là cũng là mới thanh niên mới lái, cho nên là chúng tôi cũng hướng dẫn kỹ hơn để trước khi bàn giao chiếc xe này đến tay chủ xe mới ạ. Xin chân thành cảm ơn thanh niên đã qua ủng hộ anh em chúng tôi. Chúc thanh niên cũng như quý khách hàng ủng hộ cửa hàng chúng tôi luôn vạn dặm bình an, luôn luôn may mắn với những chiếc xe mà mình đã lựa chọn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.